À, kính chào quý anh chị, tôi là Kiệt đến từ đại lý Hyundai dealer tại Cần Thơ nha. À, mới về hai xe Quita phiên bản tiêu chuẩn nè anh chị. À, một con màu xanh và một con màu đen nha, hai bản tiêu chuẩn. Thì con này sẽ có mức giá là 640 nha, tháng 12 thì hiện tại bên mình khuyến mãi từ đầu tháng là giảm 20 triệu nha, cộng với phụ kiện nha anh chị. Con này mà mua tiền mặt luôn thì anh chị trả trước tầm khoảng là 685 nha, 685 triệu. Còn mà mua góp á, thì anh chị trả trước từ khoảng là 202 triệu nha. Cái này mình tính trả trước khoảng 20% giá trị xe. Phần còn lại thì mình sẽ góp ha. Anh chị coi cái mức góp hàng tháng, anh chị coi trên màn hình giúp em nha. Quita là mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Indonesia anh chị. Xe sẽ được bảo hành cho mình là 5 năm hoặc là 100.000 cây nha, tùy điều kiện nào đến trước. Có một con màu xanh luôn nè anh chị, và một con màu đen ở trên này. Anh chị muốn xem chi tiết về mẫu Quita tiêu chuẩn thì anh chị tiếp tục coi phần video nha. Em có giới thiệu và rất là chi tiết về mẫu Quita phiên bản tiêu chuẩn nha. Thì tiếp sau đây mình sẽ giới thiệu đến quý anh chị về mẫu xe Quita phiên bản tiêu chuẩn ha. Thì nói một tí về dòng Quita. Quita là mẫu xe hiện tại nha, là thế hệ thứ hai. Và đây là mẫu xe nhập khẩu từ Indonesia. Quita là mẫu xe có thiết kế là gầm cao và có số chỗ là 5 chỗ ngồi. Quita được phân phối tại thị trường Việt Nam vào thời điểm từ tháng 4 đến giờ. Và có tùy chọn bao gồm 3 phiên bản. Sẽ có Quita dòng tiêu chuẩn, Quita dòng đặc biệt và Quita dòng cao cấp. Riêng dòng cao cấp thì có thêm một lựa chọn nữa là cái nóc màu đen, hay bên mình còn gọi là Quita hai tông màu á, nóc đen ha. Về kiểu dáng thì đây là một con ở phân khúc hạng B SUV gầm cao. Và Quita có một điểm lợi thế rất là lớn so với các đối thủ trong cùng phân khúc là về khoảng sáng gầm xe. Khoảng sáng gầm xe của dòng Quita lên đến là 200mm nha quý anh chị, 200mm. Đảm bảo cho quý khách hàng của mình ở thị trường miền Tây, như miền Tây của mình đó, đi qua những đợt chiều cường hay là đi qua những đường gồ ghề thì rất là hữu ích, rất là tiện và mình đi qua nó rất là dễ dàng. Về phần ngoại thất của dòng Quita thì anh chị có thể nhìn thấy mặt phía trước ha. Mặt phía trước, cái điểm đầu tiên đập vào mắt mình chính là cái phần lưới tản nhiệt. Lưới tản nhiệt thì thiết kế của Quita nó sẽ giống như người đàn anh là dòng Hyundai Tucson ha. Có phần đèn định vị nè, nó sẽ ẩn vào bên trong cái phần mặt ca lăng luôn. Đây là thiết kế mới nhất của dòng Hyundai hiện tại. Và khi quý anh chị mình bật nó lên á, bật đèn định vị lên thì anh chị sẽ thấy nè, đây là những cái phần đèn định vị dạng đối xứng với nhau, rất là đẹp. Và khi mình tắt xe hay là mình tắt cái đèn định vị đi á, thì nó sẽ tạo thành một cái phần lưới tản nhiệt cỡ lớn, nhìn xe của mình rất là ngầu. Logo Hyundai thì sẽ được đặt ở trong lòng của cái phần mặt ca lăng này, mang đến một cảm giác rất là thể thao dành cho mẫu Hyundai Quita. Và đây cũng là mẫu xe được khách hàng là giới trẻ đón nhận rất là tích cực. Và trong tháng 8 thì Quita là mẫu xe nằm trong top 10 xe bán chạy nhất do tạp chí VN Express bình chọn, quý anh chị, mẫu xe bán chạy nhất. Thì nằm trong top 10 ha. Tiếp theo là về cái phần cụm đèn. Thì đối với dòng Quita tiêu chuẩn nó sẽ trang bị là cụm đèn chiếu sáng là dạng bi halogen ha. Bi halogen ở đây. Dưới này là phần đèn báo rẽ. Đặc thù của dòng Hyundai Quita hay là dòng Hyundai Tucson á, sẽ có cái phần cụm đèn chiếu sáng nó sẽ được đặt ở phía dưới, thay vì kiểu như truyền thống là đặt ở trên này. Đặt trên này nó sẽ làm cho cái mặt ca lăng của mình lớn hơn. Và cụm đèn này vẫn đảm bảo vấn đề về chiếu sáng ha. Vấn đề về chiếu sáng. Về phần bên hông xe thì dòng Hyundai Quita sẽ có cái phần chiều dài anh chị là 4m315 ha. Và hiện tại đang có cái thước cũng khá là lớn trong phân khúc, đảm bảo cho việc vận hành xe rất là êm ái, ổn định và người ngồi bên trong xe thì rất là rộng rãi và thoáng. Thì mình cũng lặp lại câu nói trước là dòng Quita là mẫu xe có khoảng sáng gầm xe rất là lớn, đảm bảo cho quý anh chị mình di chuyển rất là linh hoạt trong các đường gồ ghề ha, nhất là đường ngập. Về phần thiết kế, phần bánh mâm á, thì đối với dòng Quita tiêu chuẩn sẽ có phần bánh mâm là 17 inch ha. Và có cảm biến áp suất lốp được gắn vào từng bánh xe, đảm bảo cho mình quan sát được áp suất của từng bánh xe để mình có thể khắc phục ngay lập tức nếu như mà xe mình đang gặp vấn đề ha. Về hệ thống treo thì treo trước của dòng Quita sẽ là treo độc lập, còn dòng ở phía sau á, sẽ là treo phụ thuộc ha. Hệ thống phanh thì trước sau đều là phanh đĩa hết.
Về phần gương á, thì dòng Creta này nó sẽ trang bị là gương gập điện và có tích hợp đèn báo rẽ ở đây. Dòng Creta sẽ có tay nắm cửa mạ chrome này, mạ chrome tích hợp trong một chạm. Và một điểm mình muốn chia sẻ đến mọi người là một cái tiện nghi rất là hay trên mẫu Creta này. Thứ nhất là chìa khóa này anh chị có thể sử dụng nó để đề nổ từ xa ha, đề nổ từ xa ở đây. Một tiện nghi thứ hai là chìa khóa này anh chị có thể nâng và hạ kính từ xa. Kính này là chỉ là kính lái thôi nha, chỉ có kính lái thôi, nhưng mà nó vẫn đảm bảo việc anh chị có thể điều khiển linh hoạt. Như mình đi trong đường mà trời nóng á, đậu xe ngoài trời nóng thì trước khi anh chị là nổ máy á, thì mình sẽ hạ kính xuống để cho cái hơi nóng nó ra bớt, rồi sau đó mình nâng kính lên và mình khởi động từ xa, lúc đó cái hiệu quả làm lạnh nó sẽ tốt hơn ha. Tiếp theo là về phần tone thì mình có một ấn tượng rất là lớn về phần tone của dòng Hyundai Creta hay là bất kỳ dòng xe nào của Hyundai. Có phần tone rất là cứng, đảm bảo về vấn đề an toàn, đảm bảo về vấn đề an toàn khi mà có va đập từ bên hông ha. Một điểm nhấn của Creta nữa anh chị, đó là cái phần mà cột chữ C ở đây. Ở cột chữ C ở đây nó sẽ là phần mạ bạc ha, sơn màu bạc, và nó sẽ vuốt dài lên ngược lên trên phần nóc ở đây, phần nóc ở đây. Tăng cái sự khỏe khoắn và trẻ trung cho cái dòng Hyundai Creta của mình ha. Ở phần trên thì Creta sẽ có trang bị là anten nhận vi cá ha, anten nhận vi cá. Đi về phần phía sau xe thì đối với dòng Hyundai Creta nó sẽ có trang bị những cái tiện ích sau đây. Đầu tiên là sẽ có camera lùi, cảm biến lùi ở phía sau. Camera lùi này là dạng camera lùi hồng ngoại ha quý anh chị, và có hiển thị góc đánh lái ở phía sau. Đặc điểm nổi bật của dòng Creta ở phía sau là sẽ có chữ Creta ha, nổi bật, và phía trên là có logo Hyundai. Cụm đèn hậu của Creta thì đối với dòng phiên bản tiêu chuẩn này sẽ là cụm đèn hậu dạng halogen ha, và có thiết kế mình dùng từ là độc và lạ. Thiết kế độc và lạ, thiết kế này cảm giác như là chữ C, hình chữ C, và khi anh chị mình đặt phanh á là sẽ có các chữ C nhỏ nữa, nó sẽ hiển thị ở đây. Còn đặc thù của hàng này sẽ là cụm đèn dạng halogen ha. Ở trên này thì nó sẽ có đèn phanh trên cao, ở đây sẽ có phần gạt mưa phía sau. Kính này nó sẽ có chức năng sấy ha, sấy để đảm bảo về vấn đề quan sát cho anh chị khi mình quan sát ở phía sau. Cốp thì đối với dòng Creta sẽ trang bị là cốp cơ ha quý anh chị, cốp cơ. Và không gian bên trong cốp thì rất là rộng, đảm bảo cho mình có thể để hành lý một cách rất là thoải mái. Và hàng ghế thứ hai này mình có thể gập xuống được, và gặp theo dạng 64 ha. Đây. Và gặp theo dạng 64. Nếu như anh chị mình có nhu cầu để những hàng hóa mà có kích thước lớn, và mình di chuyển khoảng 2 người thôi, thì mình thấy gặp xuống và mình để hàng hóa ở đây. Rồi hiện tại là mình đang ngồi bên trong khoang nội thất của dòng Creta phiên bản tiêu chuẩn ha. Và mình đang ngồi ở hàng ghế thứ hai. Thì có một vài cái mình muốn chia sẻ với mọi người. Thứ nhất là về gam màu bên trong xe sẽ là gam màu đen, toàn bộ đều là màu đen hết. Chất liệu ghế sẽ là ghế da. Và cái độ mềm của ghế khi mình ngồi mình cảm nhận thực tế nha, nó sẽ mềm hơn các dòng xe mà hiện hữu đang có mặt tại đại lý Hyundai, như là dòng Accent hay dòng i10 hay là dòng Tucson, thì cảm giác ghế ngồi nó sẽ có độ mềm, độ lún hơn. Ở hàng ghế thứ hai này thì như mình nói hồi nãy là có thể kiểu gập là gập 64 ha, và có bệ tựa tay ở đây để cho anh chị mình có thể tựa ở cái phần tay này nếu như mình di chuyển có 4 người ha. Rồi tiếp theo là ở chỗ này nó sẽ có cái cửa gió đi qua hàng ghế thứ hai này. Ở đây mình có thể có thêm một cái ổ cắm USB ha. Không, đây là cái không gian để mình có thể để đồ này. Đồ ở đây chính là cái điện thoại của mình nè. Rồi có thêm không gian để đồ ở đây. Ở đây rất nhiều vị trí để mình có thể để đồ. Và cái phần thiết kế của ghế thì nó cũng khá là thể thao ha. Với các phần may nè, rất là thể thao. Có một điểm mà đây được gọi là xu hướng rồi mọi người. Là đa phần khách hàng bây giờ đều lựa chọn những mẫu xe gầm cao để đi. Họ có sự dịch chuyển từ phân khúc ở phân khúc hạng B sedan qua phân khúc gầm cao. Tại vì về thứ nhất mình xét về tầm giá, khoảng 500-600 triệu là anh chị đã có một chiếc xe gầm cao rồi. Thì thay vì mình lựa một con sedan, thì mình sẽ chuyển qua một con SUV mình đi. Khi anh chị đi con SUV thì có lợi thế gì anh chị? Thứ nhất là khoảng sáng gầm xe nãy mình có chia sẻ ha. Thứ hai nữa, đây là điểm mà hầu như khách hàng nào cũng quan tâm, đó chính là cái việc mà mình ngồi trên một con SUV cảm giác nó sẽ thoải mái hơn so với ngồi trên một con sedan, và tư thế ngồi nó cũng sẽ khác, và khi mình bước lên xe nó cũng sẽ khác.
bước lên xe mình ngồi nó sẽ dễ hơn, và khi mình bước xuống xe nó cũng dễ hơn. Như nhà mình mà có người lớn tuổi ấy, thì mình cũng chia sẻ là thật sự nếu như được thì mình cứ chọn một con SUV để mình đi. Đó. Những ông bà của mình đó, đôi khi mà ngồi xuống ở cái hàng ghế thứ hai đó, thì đối với phân khúc sedan nha, mình chia sẻ ha, thì có thể là nó hơi khó. Tuy nhiên là để bước lên một cái con SUV như dòng Creta này hay các dòng xe khác của Hyundai đó, thì bước lên nó sẽ dễ hơn và bước xuống nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, và ngồi đi đường dài nó cũng sẽ khỏe hơn ha. Đây là cái mình muốn chia sẻ đến mọi người, và cũng là thực tế xu hướng tiêu dùng trong thời gian tới là hướng đến mẫu xe gầm cao, giá rẻ, cỡ nhỏ vừa đủ đi, tầm tiền từ 500, 600, 700 triệu là có thể đã có được một chiếc SUV rồi, thay vì mình sẽ chọn những dòng xe sedan phổ thông hiện tại ha. Thêm cái nữa là khoảng cách để chân của dòng Creta thì khá là rộng anh chị, đây khá là rộng để đồ thoải mái ha. Ok, mình đang ngồi ở hàng ghế thứ nhất ha, và có những cái mình sẽ miêu tả đến mọi người. Cái đầu tiên là cái phần vô lăng. Ô lăng của dòng Creta thì nó thiết kế khá là thể thao ha, với hai cái chấu ở đây, cầm mọi người thấy cầm vậy hay là cầm vậy, kiểu nào cũng được, kiểu nào nó cũng rất là dễ ha. Xe sẽ được trang bị vô lăng bọc da nè, có cần đèn, đèn là đèn auto ha, đèn auto ở đây. Màn hình con này thì sẽ là màn hình cơ thôi, bên này hiển thị vòng tua, bên này hiển thị về tốc độ, và ở giữa có hiển thị màn hình về thông số. Anh chị gương thì gập điện thì nó sẽ gập ở đây, gương gập ở đây, đây sẽ có các nút như là nâng gương tự động này, nâng hạ gương tự động này, cái này là lóc kính, lóc kính ở phía sau ha, không cho mình mở, nhất là nhà mình có trẻ nhỏ hay thò tay thò đầu ra ngoài khi đang chạy thì nó cũng khá nguy hiểm. Bên này thì bên mình sẽ có bố trí cái màn hình trung tâm cỡ lớn, màn hình này là màn hình bên mình gọi là màn hình AVN ha, thì nó sẽ bao gồm cái trường thông tin như là về bản đồ nè, đây bản đồ. Thứ hai nữa là anh chị có thể kết nối thông qua các giao diện ha, thứ nhất là kết nối về Bluetooth nè, Apple CarPlay hay là Android Auto, tùy vào mình đang sử dụng điện thoại nào mà có thể kết nối cho nó phù hợp ha. Ở dưới này thì bên mình có cái phần điều hòa dạng cơ ha, con này có điều hòa dạng cơ, có dòng đặc biệt trở lên sẽ có điều hòa tự động ha. Nút start thì mình sẽ bố trí ở đây ha. Ở đây. Ở dưới này thì sẽ có các hộc để mình có thể các tiện ích thêm như là cổng USB nè, ổ cắm sạc nè, chỗ này có thêm một cắm 12V nè để dành cho anh chị sạc cái máy bơm lốp chẳng hạn. Cần số thì nó sẽ là dạng cần số thẳng ha. Cần số thẳng. Và cái tay cầm thì nó cũng rất là to để mình có thể cầm nó thoải mái. Và dòng Rita nó sẽ có bố trí là cái phanh tay điện tử ha, rất là gọn, rất là thẩm mỹ. Đó, và dễ sử dụng. Ngoài ra thì mình sẽ có thêm các không gian để đồ ha, đây để đồ nè, đây để đồ nè, đây để đồ nè, đây nữa nè, đây để đồ trong này ha. Đó. Rồi ở trên này có không gian để đồ nè, ở đây nữa. Rồi ghế trang bị dòng Rita thì tất cả phiên bản đều là ghế chỉnh cơ hết ha, đều là ghế chỉnh cơ. Về hệ thống loa thì dòng Rita nó sẽ trang bị là hệ thống loa 6 loa cho bản tiêu chuẩn ha. Còn đối với dòng cao cấp hay là dòng đặc biệt nó sẽ là dạng lobo, và có số loa là 8 loa. Tuy nhiên đối với tiêu chuẩn thì nó chỉ 6 loa thôi. Rồi, hồi nãy mình có chia sẻ về chức năng nâng hạ kính từ xa, thì giờ mình sẽ biểu diễn cho mọi người coi luôn ha. Mọi người ấn vào giữ nút khóa. Và anh chị nhìn chỗ gương ha. Đó, gương tự động chạy lên. Rất là hữu dụng ha. Khi mà mình lỡ có quên nâng kính lên, mình lỡ đi vô nhà rồi á, thì nó sẽ rất là hữu ích, mình khỏi cần phải đi ra ngoài. Rồi, nói một tí về vận hành ha, thì dòng Creta nó sẽ trang bị động cơ là Smart Trim. Động cơ này nó sẽ cải tiến rất là nhiều so với thế hệ động cơ cũ, và bên Hyundai gọi là động cơ Smart Trim ha. Dung tích của nó sẽ là 1.5 lít, đi kèm với đó là công suất 115 mã lực ha. Hộp số thì nó sẽ sử dụng hộp số AVT. Nó sẽ khác một chút so với hộp số CVT thông thường là nó sẽ khắc được nó sẽ khắc phục được một vài cái nhược điểm của hộp số CVT như là cái độ ì nè, độ ồn nè và độ trễ khi mà mọi người tăng tốc ha. Và để trải nghiệm rõ nhất thì mời quý anh chị có thể đến với đại lý Hyundai Taedo bên mình để trải nghiệm xe cũng như là lái thử dòng xe Hyundai. Còn nếu như anh chị mình không có sắp xếp thời gian được thì đại lý mình cũng có xe lái thử. Anh chị có thể alo cho mình ha, để mình sắp xếp các bạn xe có thể đến nhà anh chị cho anh chị lái thử coi xe. Đôi khi đơn giản là xe vô cái nhà nó có lọt hay không,
xe vô cái đường đó nó có vừa hay không thôi đó. Thì bên mình sẽ hỗ trợ tối đa để phục vụ quý anh chị được hài lòng ha. Nói về an toàn thì dòng Creta phiên bản tiêu chuẩn sẽ được trang bị các an toàn cơ bản như là hệ thống chống bó cứng phanh ABS nè, phân phối lực phanh EBD, phanh khẩn cấp BA nè, cân bằng điện tử nè. Về túi khí thì nó sẽ được trang bị là hai túi khí ha, ở vị trí tài xế và vị trí bên phụ. Về bảo hành thì dòng Creta này sẽ được bảo hành là 5 năm thôi quý anh chị, 5 năm hoặc là 100.000 cây thì điều kiện là đến trước. Về vấn đề các trạm dịch vụ sau bán hàng thì bên mình đã rộng khắp rồi, anh chị rất là an tâm trong quá trình anh chị sử dụng xe và lưu thông trên đường. Các trạm bảo hành này đều có chức năng bảo hành thay thế phụ tùng chính hãng, phục vụ chuyên nghiệp đến quý anh chị ha, rất là an tâm. Anh chị muốn biết thêm các thông tin về dòng Creta ở phiên bản nào hay là các dòng xe khác của Hyundai thì anh chị có thể inbox cho mình hoặc là phải để ở phần bình luận phía dưới, mình sẽ cố gắng trả lời đến quý anh chị ha. Và cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết video của mình. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Và anh chị nhớ có cần hỗ trợ về tư vấn giá xe, tư vấn về ngân hàng, tư vấn về thủ tục, hay đơn giản là xe mình vô cái nhà của mình nó có vừa hay không, rồi xe như thế nào đó, thì alo cho mình, số điện thoại mình sẽ để phía dưới góc màn hình ha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.